Nội dung bài học tiếp theo tôi hướng dẫn cho các bạn về giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Với nội dung là nộp tiền thuế môn bài. Đối với thuế môn bài thì có 3 bậc. Bậc 1 là đối với công ty có vốn điều lệ trên 10 tỷ. Số tiền lệ phí môn bài phải nộp là 3 triệu. Thuế môn bài bậc 2 đối với công ty có vốn điều lệ dưới 10 tỷ và mức thuế môn bài phải nộp là 2 triệu. Thuế môn bài bậc 3 đối với hộ kinh doanh hoặc chi nhánh, mức thuế môn bài phải nộp là 1 triệu. Ở đây, công ty có vốn điều lệ dưới 10 tỷ, do đó thuế môn bài phải nộp là 2 triệu. Đối với thuế môn bài, công ty mới thành lập thì ngoài việc nộp tiền thuế môn bài, các bạn phải nộp tờ khai lệ phí môn bài cách kê khai tờ khai lệ phí môn bài thì chúng ta sẽ kê khai ở trên htkk các bạn mở htkk ra và tìm đến công ty mà các bạn cần kê khai chọn phí lệ phí tờ khai lệ phí môn bài công ty các bạn bắt đầu thành lập từ năm nào thì chúng ta chọn năm đó và nhấn vào đồng ý Tờ khai lệ phí môn bài chỉ lập khi công ty mới thành lập hoặc có thay đổi về vốn điều lệ. Tôi ví dụ như công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Việt Hưng có vốn điều lệ là 2 tỷ 500 triệu, thuộc mức thuế môn bài bậc 2, thuế phải nộp là 2 triệu. Chúng ta chỉ cần khai báo và điền tên người ký là giám đốc, sau đó nhấn ghi kết xuất ra XML để nộp cho cơ quan thuế. Đó là cách lập tờ khai lệ phí môn bài. Sau khi lập tờ khai lệ phí xong thì chúng ta lập giấy nộp tiền để nộp tiền phí môn bài. Công ty mới thành lập vào thời điểm là đầu năm thì công ty phải nộp toàn bộ lệ phí môn bài cho cả năm. Còn công ty mà thành lập vào 6 tháng cuối năm thì chúng ta chỉ cần nộp một nửa tiền thuế môn bài của 6 tháng cuối năm đầu tiên còn bắt đầu từ năm sau chúng ta mới nộp cả tiền thuế môn bài để lập được giấy nộp tiền thuế môn bài thì các bạn vào trang thuế điện tử .gdt .gov .vn và vào phần nộp thuế chọn lập giấy nộp tiền chọn ngân hàng mà chúng ta đã đăng ký để nộp thuế nhấn tiếp tục ở đây chúng ta phải nhớ chọn loại tiền là việt nam đồng lựa chọn số tài khoản ngân hàng mà công ty chúng ta trích ra để nộp tiền thuế còn các thông tin khác thì trình duyệt tự động cập nhật và xuống phần mở tại ngân hàng thương mại ủy nhiệm thu chúng ta chọn một trong các ngân hàng mà cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế môn bài thì chúng ta nộp theo năm do đó kỳ tính thuế chúng ta sẽ chọn vào dấu ba chấm và chọn nộp thuế theo năm ở đây chúng ta nộp năm nào thì các bạn điền năm đó nhấn tiếp tục nội dung các khoản nộp chúng ta lại nhấn vào dấu ba chấm thuế môn bài thuộc mục 2863 nằm trong mục 2850 nhấn tra cứu và tìm đến 2863 là mức thuế môn bài bậc 2 Còn công ty các bạn nào Là mức thuế môn bài bậc 1 Thì các bạn chọn bậc 1 Là bậc 3 thì các bạn chọn bậc 3 Còn ở đây là môn bài bậc 2 Nên tôi chọn bậc 2 Đi chú các bạn ghi là Nộp tiền thuế môn bài Và điền số tiền phải nộp Là 2 triệu Kiểm tra lại thông tin đúng rồi thì các bạn nhấn vào hoàn thành và ký nộp tiền thuế môn bài. Khi ký điện tử thành công thì các bạn sẽ được giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước như ở trên giáo trình. Và căn cứ vào giấy nộp tiền này, các bạn hạch toán lên phần mềm MISA bằng hai nghiệp vụ. Nghiệp vụ thứ nhất là trích tiền thuế môn bài và nghiệp vụ thứ hai là nộp tiền thuế môn bài. Thì lần lượt tôi hướng dẫn cho các bạn hạch toán trên phần mềm như sau. Đối với nghiệp vụ trích tiền thuế môn bài, chúng ta vào phân hệ tổng hợp chứng từ nghiệp vụ khác. Diễn giải các bạn ghi là trích tiền thuế môn bài. Ngày hạch toán, ngày chứng từ là ngày trên giấy nộp tiền. Ngày mùng 1 tháng 1 năm tài chính. Nợ tài khoản 6427 hoặc 6428 có tài khoản 33382 các loại thuế khác số tiền là 2 triệu các bạn nhấn cất sau khi hạch toán chúng ta đóng lại phần mềm cập nhật trong phân hệ tổng hợp chứng từ nghiệp vụ khác chọn kỳ các bạn cần xem nhấn lấy dữ liệu nếu như trích sai thì các bạn click mở chứng từ vừa hạch toán ra nhấn bỏ ghi và nhấn sửa sửa về đúng thông tin rồi thì các bạn nhấn cất. Nghiệp vụ thứ hai là nghiệp vụ chi nộp tiền thuế môn bài. Chúng ta vào phân hệ ngân hàng, chọn chi tiền. Tài khoản chi là tài khoản ngân hàng công ty chúng ta. Đối tượng là kho bạc nhà nước. Nếu như có rồi thì các bạn tích chọn luôn, còn chưa có thì các bạn phải nhấn vào dấu cộng để chúng ta thêm. Mã là kho bạc nhà nước, tên là kho bạc nhà nước, quận Đống Đa, sau đó chúng ta nhấn cất. Còn ở đây tôi có mã rồi nhưng tôi thích chọn luôn. Diễn giải các bạn ghi nộp tiền thuế môn bài. Ngày hạch toán, ngày chứng từ cũng là ngày trên giấy nộp tiền. Nợ tài khoản 33382 có 112 số tiền 2 triệu. Sau đó các bạn nhấn cất để hoàn thành việc hạch toán bút toán thứ hai. Để kiểm tra xem các bạn hạch toán đúng và đủ hay chưa? Thì các bạn vào phân hệ báo cáo, bảng cân đối tài khoản, chọn kỳ mà chúng ta cần xem là tháng 1, chọn bậc 3, tích hiển thị số dư hai bên. Và lúc này các bạn nhìn đến tài khoản 33382, phát sinh nợ và phát sinh có bằng nhau, tức là chúng ta đang hạch toán đúng. Còn trong trường hợp nếu như các bạn thấy dư nợ, tức là chúng ta đang hạch toán thừa và dư có là đang hạch toán còn phải nộp. Trong khi đó chúng ta đã nộp đầy đủ tiền thuế môn bài rồi thì các bạn phải kiểm tra xem những nghiệp vụ liên quan đến số tiền này các bạn hạch toán nợ có đã đúng hay chưa. Tôi ví dụ nghiệp vụ trích thuế môn bài các bạn không hạch toán 33382 mà các bạn lại hạch toán là 3382 chẳng hạn tức là thiếu một số 3 thì đương nhiên là chúng ta đang hạch toán sai tài khoản thì lúc đó các bạn phải chọn lại tài khoản hạch toán cho chính xác. Nếu có sự tranh lệch giữa nợ và có của tài khoản 33382 trong khi đó rõ ràng chúng ta đã nộp đầy đủ rồi thì các bạn phải kiểm tra các nghiệp vụ xem chúng ta hạch toán tài khoản nợ có đã đúng hay chưa hoặc xem kiểm tra có hạch toán thiếu hay thừa bút toán nào liên quan đến nghiệp vụ đó không. Còn ở đây tôi hạch toán đúng đủ rồi, tức là tôi đã hạch toán đúng. Tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về hạch toán giấy nộp tiền, thuế môn bài cũng như là lập tờ khai lệ phí môn bài trên phần mềm Visa.